Anh em chuẩn bị xem cò tiếp nhá. Đoàn đâu rồi? Nó đuổi rồi đấy, nhìn rồi đấy, nhìn rồi đấy. Hôm nay nó bánh kỹ lắm. Mọi khi cứ bụng bụng ra này là nó phăng, hôm nay là nó phải nắm nghĩa còn chán. Nó béo thôi, nó bay mất rồi. Bay làm sao được cò này mà. Cò này nó bay đấy, đến là nó bay đấy. Không. Mấy con cò ngu rồi nó mới chết chứ có khôn trên sao được. Anh Thiệu đang đi tác nghiệp đằng sau ấy. Này chưa đuổi à? Vừa mệt. Sao không nhỉ? 100 mét. Cò đang ngơ ngác. Có đỏ kia. Đuổi lắm, xa quá. Nhìn rồi, nhìn rồi. Nó phải có vài lúc, nó khoảng phút. Nó phải ngắm xem con nào đang ngủ núi cơ. Anh Thiệu ngồi xuống đi. Ôi dồi ôi. Lắp được xa này anh nhỉ. Đoàn đi nữa nó cũng không bay đâu mà. Trên này thì phải bắt được đàn cò này thì mới đủ uống rượu nó tốt này được. 5 con là đủ thôi anh. Ở mỗi người phải 2 con. Ôi, 2 con nhiều thế, quá. Cò 100.000 một nạng, 100.000 nửa cân. Bắt đầu phi. Vậy xem một cái thế giới động vật những cái bọn đại bàng hay bọn diều hâu hay bọn ấy thì nó giỏi. Nó phải ngắm một lúc. Mẹ bé tẹo tẹo bắt được con to ịch nó bắt được. Cái hôm đầu tiên nhá là bung mũ ra phát là nó phi ra, nhưng mà bây giờ nó phải cần ngắm chán. Căn bản nó đánh trượt. Nó đánh trượt nhiều bây giờ nó phải. Con này bàng nó chủ động bắt được con dê to. Đi cò đấy. Đuổi rồi. Quay chưa? Ăn rồi. Quay đi, cứ quay đi anh ơi. Quay đi để em coi sao. Ăn rồi, ăn cò nha anh em nha. Xong rồi. Quay lộn. Cầm con cò lên nha. Cầm con cò cao lên. Cầm cao chim lên sẽ khoe sản phẩm. Sao lại rung thế? Nó đau à? Tay tôi cầm rung lắm. Rõ không? Rõ anh. Đó, quẩy vô ăn luôn. Quẩy đỉnh đẹp. Cầm cao lên. Được. Kìa một đàn kìa, đàn bỡ. Đấy là đàn bỡ. Cho nó phang cái cổ đi. Anh ơi đừng. Con này là cò bổi lon nhá. Phang cổ đằng sau nó toàn chọn đầu nó đánh rồi. Đúng rồi, nó toàn đánh trượt thôi. Là toàn trượt thôi, nó toàn chọn đầu nó đánh chứ trượt là nó bỏ. Cứ người mà ra đi em. Nó bóp vào người, đéo đủ lực một gồng lại. Thôi nó xé rồi em ơi, gỡ đi em ơi. Gỡ cho nghỉ đi. Ăn rồi xé lát hết rồi, ăn rồi. Mắt từ đầu đất nhá. Đi luôn là đường bê tông này vừa lại phải sạch sẽ.